Ok, thôi lên em. Trưa nay thì tranh thủ thử qua một vài con game mà thể loại bàn cờ. Giờ này thấy nhiều con game thể loại này quá nên cũng thử qua coi làm sao. Đầu tiên thì chúng ta thử qua cái bản demo của con này. Sao mà nó lại tên tiếng Nga như thế này ta? À, nó đây, nó có tên là Fear Song. Fear Song hiện đang có bản demo, game thì sẽ ra mắt vào 3 tháng nữa. Game này của Nga nha. Chắc là của Nga nên anh em thấy cái icon nó tên là của Nga luôn rồi. Coi được cái trả lời con sao. Mấy con game thể loại bàn cờ như thế này á thì anh em vô trong game mà anh em đánh thì sẽ điều khiển những cái nhân vật nó giống như một quân cờ như thế này. Về cơ bản thì nãy giờ thấy có 4 lá nè. Game này hồi nãy là tôi mới bấm bấm vô bậy bậy à, chứ chưa có chơi thử nữa. Cũng chưa có hiểu gì. Goblin. Đây, một bầy Goblin luôn. Thất nó qua đây hả? Stun hai con à, giáo thì xuyên qua hai đằng xong rồi đi xuyên qua đường thằng nữa đánh thằng nữa. Trailer thì tương đối đơn giản, thậm chí có cả gồng hai đầu trong này luôn nè. Rồi bản demo nên chắc cũng chơi thử còn sao. New Campfire nói cái gì đó. Đây là chúng ta có cái chợ nè, nó bán vũ khí, thôi có 300 tiền mua đại một cái vũ khí đi. Còn bên đây là cái gì đó, Ghibli Mana, nó cho mình sẵn là ba cái phép bổ trợ nhưng mà mình có 4 lót lận nên chắc trên cái quá trình đi á mình sẽ lụng được cái nữa. Mấy cái phép này có thể trùng nhau nữa hết ta. Chấp nhận unit và di chuyển thêm một tool cùi. Còn bên này là nâng cấp cái gì đó, nó sẽ dùng cái bàn này. Cũng chưa gõ luôn. Bên đây là tiền tuyển dụng. Cái này là mình có thể nâng cấp cái tiền khởi điểm đầu game. Thêm một cái đơn vị tuyển dụng, một cái quân mà tuyển cấp cao hơn. 6 máu. Ngon phết đó chứ. Hiện tại là mình có ba cái nhân vật như thế này nè. Bên này cũng có ba nhân vật nữa. Này là dạng như là mục sư, tăng 100 giáp trong hai tool, sau đó thì nó sẽ nổ ra cái đó trong phán kiến kính là một ô. Cánh một quân địch trong phạm vi đó thì địch thì mất một máu, mình thì hồi một máu. Đứng trong cái phạm vi đó trong cái bán kính nhỏ thì hai của hai hoặc nhận một đam cho mỗi đơn vị đó. Hoặc là không ghi đam là sao, hoán đổi vị trí với quân địch, chỉ gây chỉ máu cho một tôn, mỗi cái đòn tấn công vô thì sẽ gây thêm một đam, khá là cùi vậy đó. Lướt thêm một cái đường á, inventory ghi gây đam thì thằng này nó chỉ có một đam thôi, một đam luôn á, hai đam nè. Nên chắc cho ông này. Game này tôi nghĩ là nâng cấp lên khá nhiều á thì mình mới bắt đầu gọi là chơi mạnh, còn không thôi lúc đầu là chỉ là ăn hành thôi. Đánh ba con Goblin được 200 cái tinh thể này và 60 vàng. Hai con 10 máu. Hai con này nó chỉ đi đến đây thôi. Đằng này đây đây. Này tấn công phạm vi xa phết đó chứ. Đâm cũng cao nữa. À cái thằng bị cắt vô thì nó không mất máu. Có một cái lớp siêu nè.
châm độc này luôn. Hết tuần để đánh này, mình cáp vô thằng này. Đó thì hai đứa ở ngoài nó bị mất máu thôi. Ok, cũng được. Rồi 200 cái gu tinh thể này thì mình chả làm được cái gì cả. Đi tiếp thôi. Lên này thì chúng ta được cái gì? Có một cái gì đó thú vị. Hết đấy hả? Vô trong cái ngôi làng. Mình có ba cái tùy chọn là cái chợ ha. 250 tiền, không đủ tiền. Phép cũng không đủ phép luôn. Rồi quá. À trong này mình có thể tuyển thêm một cái thành viên nó vô cái nhóm của mình là 3/4 nè. Thậm chí có thể kích bớt mấy thành viên ra nữa, nhưng mà tiền đâu mà tuyển. Thách bo là mấy cái nhiệm vụ giúp mình dọn dẹp cái bầy rau này. Lấy cái vũ khí đi. Nhận cái nhiệm vụ đánh cái bầy rau ở ngoài biển, ở dưới này ạ. À đây. Vậy thì mình sẽ đi xuống dưới này. Chữ nhiều quá, anh em đợi tới để tôi dịch. Người kể chuyện là có một cái đoàn lữ hành đang cản đường ở phía trước, rất nhiều lụa và kim cương, nhưng không có người bảo vệ hôm nào cả, giống như là thiếu người hộ tống á. Mình sẽ không cướp của họ, mặc dù họ không có nằm dưới cái quyền cai trị gì đó của mình. Có cái kho báu bên đây hả? À cộng 76 tiền. Bạn này rồi enter, bạn đi vào một cái vùng đất rất là tồi tệ, không thể trở lại nữa. Nếu mình đi bên phải thì mình sẽ mất con ngựa này, còn nếu đi bên trái sẽ mất đầu. Nếu đi thẳng thì bạn sẽ tìm thấy một người bạn. Tuyệt không? Cái hơi thở vậy đó, đạn đã thêm vào. Trời ơi, nó cũng là như vậy thôi. Second breath nè, cái nhịp thở thứ hai, tức là dạng như lấy hơi á. Đóng vai luôn quốc. Hai con gấu, một con goblin. Con gấu này 4 máu 1 đam, 4 máu 2 đam, 4 máu. Gấu này tí nữa nó đi lên đây đã đánh được mình đó nha. Ủa đâu, nó đi hồi nãy đi lên 2 ô, 2 ô đã đi được tới đây là nó có thể đánh mình, chữ thập đánh dính được mình, nguy hiểm. Đứng đây chắc biển gấu này đánh quá. À không, đứng đây không bị. Không, muốn đánh nó mình phải đi qua một ô rất là mạo hiểm luôn. Mất một máu con này. Mình có thể gút nó chết luôn nhưng mà chưa cần. Thôi gì được rồi, tiết kiệm máu là tối đa.
Tuần sau thì cái kim của mình nó mới bể. Mình còn 98 kim nè. Không đánh được hả ta? Đến chào phết luôn á, ông một trừ này coi bộ tính nè. Rồi, win. Đơn giản. Cố gắng giữ máu trong mọi trường hợp. Mình đang ở đây hả? Xuống luôn. Cộng 61 tiền. Xuống luôn. 68 tiền. Coi có trang bị gì không? Không, không có nâng cấp. 300 tiền nâng cấp máu được nè. Thanh niên này tôi nghĩ là 2/2 mana rồi. Máu cũng không lên, ách tách cũng không lên được. Ách tách lên được tới 3 luôn nè. Máu có thể lên nữa, còn sát thủ này sao? Sát thủ này chỉ tăng được một máu một đam thôi. Nhưng mà đam con này thì... Đam này thì tôi thà tăng mana cho em này thì còn hơn á. Bèm nó. Ba anh chấp mình em nè. Cái gì? Bốn đứa. Năm máu. Quyến rũ một cái quân địch trong phạm vi 5 ô và mắc cái quân đó đi lên 3 ô. Bốn năm sáu sáu. Ủa sau này còn 3 máu vậy? Hớ nè, này thì hớ với chị mày nè. Double kill. Ủa sao lấy mất một máu nữa ta? Trời, con này chưa chết. Lũ đạn nhà nó. Ủa sao lại trừ một máu? Đồng minh nó phải tăng một máu chứ. À đúng rồi, nó cộng một máu thiệt. Máu nãy là hai lên được 3 nè. Bây giờ mình đã xong cái nhiệm vụ có thể trở về làng. Ok, nhận tiếp cái nhiệm vụ nữa. Cúp liên này có một cái người dấu chấm hỏi là sao?
squad của bạn sẽ nhận được một cái anh hùng miễn phí quất luôn. Vô trong chợ một máu thì không ngon cho mấy, hồi hai máu không, mình có hơi tiễn thêm mà giá nó mắc quá, hồi máu 50 vậy thôi không có tiền. Mình nhận được cây búa nữa, một máu một thủ thì chắc cho cái thằng mà hay lao lên là do con này đấy. Ủa đeo vô làm sao? Trời ơi, cây búa này nó xếp vô hàng trang sức. Trời ơi, nó có chữ chinh két kìa. Điên. Bây giờ mình mới nhận cái web nào vậy ta? À đây hả? Thẳng hướng này thôi. Không có cửa ra vào, không có cửa sổ, chỉ có một tấm biển là xin đừng làm phiền. Rất nhiều người tò mò nó là cái gì. Bây giờ một là mình bỏ qua nó, còn hai là chọn nó luôn. Đó là một cái ngôi mộ, có một cái mái che và vàng trong đó. Cướp vàng luôn, hồi nãy làm người tốt rồi, bây giờ làm người xấu thử coi. Trừ 50 danh tiếng hả? Nhưng mà có thêm tiền, không sao. Bây giờ mình có thể nâng anh thanh niên này lên, chắc là lên đam cho nó. Em này tăng đam với tăng máu, thanh niên này bây giờ chỉ tăng máu thôi, nhưng mà máu không quan trọng. Tăng đam. Tí nữa mình tập trung tăng thủ với mà tăng cái này. Đi thẳng thì bao ôm. Cái dao găm đã được thêm vào kho đồ của mình. Cái dao găm này một công với mà một di chuyển. Con gì ta? Thằng này bây giờ 3 đam nữa. Tí nữa cho nó lên 4 đam luôn là nó Kagi luôn á. Quất. Ở đầu cái sân rồi, đây nè. Con này, mấy con này cũng cùi. Con này nó chỉ có 2 đam lận nha. Tầm xa 2 đam, mấy con goblin cũng 2 đam luôn á. Nguy hiểm phết đó chứ không phải cùi đâu. Goblin thì đâu con này, ủa đây hả? Vậy mình dồn quân qua đây đi. Này đứng xa lắm, nên đứng đằng sau cũng được nữa. Quất. Quyến rũ này nè. Chết rồi, nó quyến rũ con bé này rồi.
Nếu đánh tới hả? Cái gì Mycon là cái gì? Một phòng thủ cho hàng tanker luôn. Đó, nó vui set đồ rồi đó. Hai thủ rồi nè. Đánh boss được rồi đó. Goblin nữa. Nhìn nó như hàng tâm thần vậy đó. Đóng dưới gì trời? 1, 2, 3, 4, 5 con. 1, 2, 3. Vậy thì đánh bên 5 trước đi. Khi nó không đánh thằng này á, nên mình bỏ một tôn đi. Biết lắm à, đi thẳng lên nó đánh này luôn. Thiệt. Nếu ổn rồi. Nó còn còn một giáp nữa chứ. Mất hết cái lớp siêu rồi. Ây da, ây da. Ba nè, con này thì nó có bị trúng độc, nó không bị trúng độc. Ây da, ây da, chết luôn kìa. Nổ cái kiên sớm quá, sai lầm rồi. Rồi cái đống đồ của nó mình còn không?
nó trâu quá. Cái gì đây? À, nó chui qua cái lỗ này. Làm gì cực khổ vậy? Con mẹ cái thằng xạ thủ của tôi rồi, đồ của nó không biết có về không. Được quá. Rồi mình thêm được thằng mới mà mất đi thằng cũ rồi. Rồi đồ của nó ở đâu? Đồ của nó không trả về luôn nha. Trời ơi, biết bao nhiêu tiền bạc đầu tư cho nó. 600 tiền, 1.000 danh vọng. Mấy này móng tanh à. Đây nè nó nè. Sạch tiền. Bây giờ một cái quét nữa nó nằm ở đâu? Đây. Có tiền rồi nè. Ủa? Cộng một phòng thủ là cho anh tăng cơ này. Toàn quá toàn luôn. Dồn hết đồ vô thằng đó rồi, không ngờ nó chết. Cái béo gì đi một đống tiền luôn vậy? 200 tiền rồi nè. Một máu. Một thủ, một máu. Một máu thì nó ngon hơn là một thủ. Tại vì mình có thể hồi máu, nhưng mà cái thủ này nó không hồi. Cũng đam luôn. Có thể dùng 300 vàng nâng nó được nữa là 5 đam. Xong rồi nó chết. Trời ơi, con nãy nó đeo đủ ba cái món đồ xịn của mình luôn á, cuối cùng nó lại bay màu. Bàn gấu hả? 7 máu 3 đam. Mấy con này con nào cũng trâu hết á, một tuần là sẽ xảy là đi luôn á. Trời, nó tới hai giáp lận. Sáu máu. Phải. Này có một đam à. Cái gì? Vãi, nó nổ bơm kìa. Cái bơm là của thằng này đặt hả ta?
chết rồi, bể khiên rồi. Bây giờ siêu 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 thì kiếm được mỗi cái kiếm rẻ à, 300 tiền. Nhiệm vụ mới nè, squad của mình đủ 4 thằng rồi, không có tuyển thêm 2 nữa hết. Thằng kia thương rồi, đánh 7 máu nè, đúng tăng luôn nè, 7 máu một thủ nè. Có bỏ thì sẽ bỏ em này ra, em này đúng phế luôn á. Trăm rưỡi rồi, để hai thằng cận chiến thì ngon hơn. Tôi thì không muốn giữ em này đâu. Nếu như mình cho em nó chết luôn thì sao ta? Đây hả? À? 41%. Cái gì đó thú vị ở chỗ này. Quất luôn bệnh gì cử. Tám đam ôi bãi lợn. Mấy cái này nó mấy cái gì mới được. Trời, đi lên cao quá, con này nó quạt mình một phát là chết luôn á. Thiệt luôn kìa. Trời ơi, nó lên 10 đam luôn mày. Thanh niên này đánh xong là không di chuyển được luôn. Không xài được lên bản thân nữa chứ.
nó còn 6 máu. Này thì 6 máu. 43 máu lận chết tôi rồi. Bên sau là hết cái kiên rồi. Cái khiên nổ ra một phép nó cho thăng luôn. Toàn rồi anh em ơi. Mới vô nó 10 đam. Bút cái khiên lên thì cũng được thêm 1 đam nữa à. Đánh nó mất một máu nữa chứ. Rồi tuần sau mình hẹo end game. Con này sao nó trâu dữ thần vậy nè. Nó đi xa ác luôn á. No hope. No hope, no hope. Cái này phải nâng cấp lên rất là nhiều quá thì mới có thể đánh được. Mấy cái này toàn level 1 không à. Nâng cái vàng khởi điểm nào. Lên được 450 hả? Cái ba gắt này thì mình có thể nâng cái mức tiễn lên nó mạnh hơn luôn. Nâng hai cái luôn. Vàng khởi điểm mình có 300 mà. Nâng cái nữa luôn. Bàn khởi điểm của mình bây giờ được 600 thì mình có thể tuyển luôn một cái thằng nữa rồi đó. Đội hình của mình là xét thủ nè. Em này là em gì đây? Tăng cái máu tối đa cho mục tiêu lên 3 trong vòng 2 turn. Ủa? Cộng 1 heal trừ 1 ách tách. Cộng 1 điểm di chuyển. Cái này nó có nội tại nhân vật nữa hả ta? 2 máu 1 ách tách trừ 1 mana. Trời ơi. Phòng thủ cộng 1 thủ. Hình như là mình luyện cái quân đoàn của mình lên nó mới được như thế này á. Rồi thử bắt đầu lại lần nữa. Anh em đợi tí, tôi kiếm gọn ra cái đội hình con ngẻ thì chúng ta tiếp tục. Đây, được cái đội hình con ngẻ rồi. Dư một thành viên luôn. Nên bây giờ chúng ta bắt đầu cái hành trình. Thằng này của tôi có 12 máu luôn nè. Tôi đi cùng một heal nè. Nguyên tôi ghi nó, cho nó cái giày. Nhận, không có vũ khí hả ta? Sao 12 trên 13 là sao? Con này một đam thôi, mình nữa hai thủ rồi. Tuôn quân địch trong một ô bán kính.
một đam không, thằng này có một giáp không sao hết, đành đứng chơi nó luôn. Đánh thì có một đam gì không, tăng máu tối đa của đồng minh lên 3 trong vòng 2 turn. Cái này là cái gì, gai phản đam hay gì á? Thì mình thiếu đam quá rồi, cực kỳ thiếu đam luôn. Rồi nó bán hai cái nhẫn, rồi hai cái phép hồi máu vớ vẩn, một đam hai đam berserker. Có lấy nữa thì tí nữa tôi bỏ em phù hủy này ra, moi này vào. Thằng này berserker nên đam nó thấy cao đó. Ủa tìm có ai mất máu đâu mà nó cho có mất máu một máu nè, thôi khỏi. Hồi nãy là mình ăn hành con này phải không? Không không, mình ăn hành cái con thứ tư. Bây giờ nó đây. Một hai ba đi thẳng vô, một hai ba bốn năm. Nó cho mình một đống đồ luôn. Một thủ, một điểm di chuyển. Lấy một thủ ngon hơn nên ba thủ luôn rồi nè. Điểm di chuyển thì cho con bé này. Con này nó không di chuyển rồi ta. Mất hai giáp rồi. Phải nổ đam ghê vậy, cái nữa ai, cái cục này nó phải vỡ ra thì nó mới gây được nhiều đam. Ấy tự nhiên chảy bong bong lên.
Nó có đánh cái cục này không ta? Chết luôn. Chờ tốt nè. Bổ đầu nó. Có một đam gì trời, ông cóc yếu dữ vậy. Chú lùn này đánh yếu quá rồi. Em này đại đam khá là cao. Lục này chỉ để tăng thôi chứ đam yếu xìu luôn. Bầy gấu này nó một đam không à? Con nào cũng một đam hết à, mấy con heo chứ không phải con gấu đâu. Đẻ nó con gái này. Một đà mà thiệt á. Dạ, mất cái lốc kiên rồi.
Mấy cục này nó không nổ thôi hả? Hồi 2 mana, mình để 2 lượt nữa thì nó hồi được 4 mana luôn. Đi. Cái hình dấu cộng kế bên thì nó sẽ mất máu. Nó cắn có một máu thôi, chả sao cả. Về đây với anh. Trời ơi, bậy quá, xài chỗ này mới đúng. Kệ, xài lại. Xài chỗ này hồi được một máu cho con bé này luôn. Một thủ một máu không cái nào ngon cả, không có tăng đam được. Đam nó có hai à, bèo dữ thiệt trời, hai đam hai gan. Khoan 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 khoan, con này không tăng đam, này không đam, không đam luôn. Cao nhất thì vẫn là con bé này, ba lắp vô cho nó là thành năm luôn á. Nhưng mà bộ kêu nó cùi quá à. Wagyu hai con này dạng cuồng chiến hơn phù thủy. Kệ, dồn đam trong phù thủy đi, tay nó dài. Tí nữa mình phải kiếm con nào AD Kagi đó. Trên đó, trên cứ đi thẳng thôi, những cái giao đầu là phải đánh nhau luôn rồi. Mấy con này đều hai đam cả. Thôi, chưa cần, chưa cần. Đánh xa vải đái luôn.
hết chết luôn. Con này tính móc lớp hả? Con gấu chó này nó lùi được rồi. Ồ, em này cũng ba đâm hả ta? Hai cái bộ khiêu đúng cùi đúng không? Nó xuống nó cào cái mất một máu nữa trời. Nếu ổn đâu. Goblin này 3 đam lận. Hai con này 2 đam nè. Cạo này mất một máu rồi kệ đi. Đau nha. Không quăng con đó được hết ta. Một mana thì do con bé này cắt kêu một cái win luôn rồi. Một hai ba đi thẳng luôn đi. 59 vàng. Con sói gấu chứ. Hai đam luôn. Ngon, nó chạy thẳng luôn, đỡ mình phải đi.
Chết rồi. Ây da. Đơn giản. Lại đánh nữa. Đánh hơi ba trận liên tục như vậy. Hai. Tất cả đều hai. Không quăng này được á. Con này một hit chết rồi. Con này đi ngắn lắm, một hit à. Dạ. Rồi, full máu luôn, hai đứa cũng ngon. Thằng này nhìn mà cục súc cù lì vãi nha. Ây da. Nổ cái giáp gai chúng này rồi. Tay quá dài luôn, tay dài đến đau nữa chứ. Goblin với chúng tôi này
bất tử. Yes. Dịp về làng luôn. Nhiệm vụ cuối cùng đưa ra đây. Ba công nè, bơ xét ba công nè. Thay anh lùng nữa đó. Anh lùng này có ba giáp thôi, nhưng mà không có đam. Chinh két à? Chinh két mà tăng đam luôn hả? Mục sư là bút giáp, còn em này support hả ta? Cần không? Không, chỉ cần một tăng được rồi. Không cần đam quá nhiều đâu. Mát luôn rồi. Ủa đâu phải, thằng này mình bỏ ra mà. Mình sẽ đem cái thằng bơ sết vô đây nè. Bơ sết đây. Cầm trái táo màu đỏ vô, cây cung vô. Nâng được 2 điểm đam luôn. Bây giờ đam nó lên tới 9 rồi. Tí nữa không có nâng thủ được, nâng máu thôi, nâng di chuyển cho nó cái giáp. Bây giờ tăng thứ hai thì chắc cho cái em dịch chuyển này, này không cần giáp. Đó, đội hình cứng cựa luôn rồi đó. Ừ, trong chợ có bán gì không? Không, cùi bắp. Cái nhiệm vụ... Ủa? Ủa, cái nhiệm vụ nhận rồi nó đâu? À, đây, 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 đây. Ê! Dưới này một hai ba bốn năm tìm phải thêm một hơi thở thứ hai. Quất bây giờ bơ sết của chúng ta đứng tiền đạo luôn. Em này ba đam hả? Đứng hậu cần ngoài sau. Phải. Đầu game đi lên đến 3 đam. Ê, bắt đây được không? Rồi này có một mana à.
Nó bỏ cái chết này luôn. Ôi sai rồi, chết tôi rồi. Chết luôn. Double kill. Mười một máu hả? Mười một máu nó bổ một cái mười lên máu rồi. Nếu bút cái này thì đồng minh có được không ta? Không được. Đồng minh vẫn chỉ là ba đam thôi. Một thủ, một giáp. Cùi bắp. Nâng mát cho anh lùng này luôn á. Kéo lại, kéo nó lại. Ừ, kéo lại đi, nó bổ củi Olaf nó bổ củi cả team luôn á.
8 đam. Bổ cái này con này nó chết luôn. Cái giá sao kéo con bé này, một thổ này đấy, siêu gì thôi giết luôn đi, mất một máu, tí nữa mình hồi sau. Đây là chắc cái quét cuối cùng, độ khó cao nhất. Trời ơi, phép của mình nhiều quá rồi, đi mua thêm nó. Lấy một cái sờ tôn, một cái hồi máu, hai cái hồi mana, hết vàng. Chỗ này đã đi rồi, bây giờ đi thẳng vô đánh boss luôn là xong cái demo quá. Tám đam. Phá một trụ hả, lên một đam hả, chị mình đâu cần phải phá đâu.
Tính sao mình hồi 2 mana nữa. Cái gì đây? Xong. Nó bổ như bổ củi luôn. Đúng là Olaf Freedom có khác. Bây giờ vậy là mình đã xong cái bản demo này rồi. Game cũng tạm ổn nha. Rồi. Ok. Có thời gian thì chơi tiếp. Xong một con game. Nó lên là cái gì? Tên gì quên tiêu rồi. Cái tên là Phía Sông. Của mấy anh em hàng xóm chúng ta. Của mấy anh em đồng minh chúng ta là anh em Nga. Đây. Game này của Nga. Cơ bản ban đầu thì đam nó cũng tương đối chuẩn chỉ. Phải là nâng cấp lên nha. Nâng cấp cái nhà của mình lên càng nhiều quá thì mới đánh càng thấm. Ngoài ra phải ganh đung hên xui nữa, ra được cái mà mấy cái lát ngon á, nhân vật ngon á, chỉ số đẹp cái nữa. Ngoài ra thêm cái vũ khí hên xui nữa. Nãy mấy lần đầu tôi chơi nó có cái vũ khí cùi mà. Tự nhiên lần này nó có ra cái cung cộng 2 tầm đánh này cộng 2 đam á. Thành ra con Olaf của mình nó bổ phát nào phát nấy là 10 đam luôn. Rồi xong game thứ nhất. Game thứ hai ngày hôm nay chúng ta chơi con Mongit cơ. Mongetker trên Steam. Đây. Một con game cũng mới ra mắt vào đầu tháng 2. À cũng khoảng 2 tuần trước rồi. Tôi cũng để khá lâu rồi mới chơi. Vẫn là con game thể loại tên bay. Tên bay. Coi thử cái trailer coi. Đây cũng là mấy cái nhân vật mà nhỏ nhỏ như cái bàn cờ vậy nè. Rồi họ thiết kế lại mấy cái UI rất là đẹp luôn nha. Những cái đội trưởng mới. Cái bản này hình như là kết thúc giai đoạn Elite Upset phải không ta? Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Trung. À đây, lúc trước là đang Elite Upset từ 30 tháng 9 năm 22 thì gần đây mới ra mắt phiên bản chính thức thôi. Trông cũng khá nổ map nha. Con này thì cái giao diện nó hiện đại hơn, con hồi nãy thì mang tính trung cổ. Đồ họa con này rất là đẹp luôn. Đi rất là chi tiết, màu sắc sáng sủa thì cái nền nó rất là nổi. Những cái cỗ máy tiên tiến nè. Rồi, game rất là triển vọng. Game này được phát hành bởi Kakaton đó. Lúc mà tôi nhận con game này từ dev á, họ có ghi giới thiệu là chung cái nhà phát triển của cái nhà phát triển của mà Subnautica. Đây. Đó. Subnautica thì chắc anh em biết rồi. Cái hạt này của tôi không có, trong cái hạt kia có rồi, hai game luôn, hai bản. Game này khá mới lạ nên tôi chưa biết cho lắm. Con game này Sudoku á. Khởi điểm của họ trên Steam á là họ phát triển một con game dạng Sudoku. Rất là thành công luôn, dù nó miễn phí. Thời trước năm 2006, anh em đưa con game lên Steam nó không có tốn phí à. Anh em lúc đó chỉ cần mà vượt qua cái bài gọi là gain lại Steam thôi. Gain lại Steam. Ủa, không phải gain lại là cái gì ta? Gain lại này. Không phải luôn. Nhớ lúc trước đưa game lên Steam dễ lắm. Thì tới 2012 nè, họ ra mắt một con game thể loại FPS bắn súng rất là thành công. Rồi sau đó tiền đề họ ra thêm một con nữa nhưng mà nó không thành công mấy. Tiếp theo là ba cái sản phẩm rất là thành công luôn rồi. Subnautica thì nó quá nổi tiếng rồi, 200.000 được đánh giá. Bản Below Zero cũng nổi tiếng luôn. Dù nó hơi ra hơi sao nên cái lượt đánh giá nó hơi thấp. Còn bây giờ thì con Mongetker. Nhà phát hành được cái nhà phát hành chuyên thể loại này á. Anh em nhìn ba tấm hình mà của cái nhà phát hành này á, họ dựng đều rất là giống nhau luôn nè. Chung cái hạt tay. Rồi chúng ta vô Mongetker còn sao. Đăng nhập nữa hả? Giao diễn nó rất hiện đại nha. Rồi rồi rồi, đồng ý hết, không đồng ý xong chơi.
Đó, ộp cái Vixin đi là nó ngon ngán liền, FPS nó ổn định liền. Depth of field không nè, sương mù thì cũng không luôn nè, giảm đi, thôi ọp luôn đi, cái này cũng không luôn. Pha gắt mapping hả? Pha gắt là cái kiểu khi mình cuộn á. Sáng này đôi khi nó chiếu vô màn hình cũng khó chịu lắm, nhưng mà bật đi, tí có gì mình tắt sau. Audio input, nhiều nút dưới vậy ta. Setting, phụ đề đương nhiên phải bật rồi. Ủa game này có online nữa hả? Không có single layer à? Khó nào. Asia, ngôn ngữ ba cái, phụ đề, rồi mod là cái gì? Hiển thị hướng dẫn rồi, ok chơi lần đầu mà. Lina cao, China quýt, bot gun. Thử mà chơi với mấy con AI vậy. Ô, mấy cái này mua làm sao? Không biết gì cả. Thôi chúng ta chơi bot gun bình thường đi. Quá nhiều thứ. How to play. Goal of the game: to win, you must defeat the rival captain. In multiplayer and versus AI games, you can also win by scoring enough victory points. Deployed near your captain. Rồi mình bắt đầu mình chọn nhân vật à. Completion 10 trận để mà chiến thắng. Đây là dạng như cái đội quân của mình đó à. Không biết gì hết. Tôi chọn con nào đẹp đẹp đã. Sao cái mặt giờ chát mà nghe cái giọng dễ thương vậy. Này đi. Animation làm cũng mà căng phết đó chứ. Cái tàu vũ trụ có sức nặng rất nhiều luôn. Cho mình level 0 phải đấu với thằng level 1 như này à. Lần sau game không hướng dẫn gì hết, bắt đầu chơi luôn. Hồi nãy là cái bên cái phụ đề phải không? Mình có thể di chuyển nè, có thể tấn công cận chiến, bay hoặc là bắn. Bên nói 25 máu cộng 2 lựu đạn khi bắt đầu tuôn, di chuyển 4 ô một tầm xa 25 máu. Opponent's turn. Cái gì đây? Sáu mươi chín phần trăm nó bắn dính mình. À, mình có thể gọi mấy cái đơn vị của mình ra ở đây. Cái squad của mình là con này là 5 điểm cao nhất, gây 3 đam cho tất cả quân địch trong một cái phạm vi đó, tăng thêm cái cận chiến đam hả, 75 chính xác cho đến khi mà quân địch di chuyển xa hơn. Con game này coi bộ là hơi bị nhiều nha,
Trả thủ tăng 30% chính xác trong 2 turn. Này là cái gì? Opponent's turn. Like a snug onesie. Your turn. Nó đánh mình hai đam. Never lose sight. Chờ mình đánh nó phản đòn rồi nó. Moving Hall một cái đơn vị gì đó. Must target crew. Cannot target friendly. À, mình phải điều khiển tâm trí của quân địch nó mới được. Vì súng của mình nó hết bắn luôn hả? Hyper-focused. Opponent's turn. Worth the risk. Can't hurt, right? Invalid position. I don't lead or follow. Mình đánh nó một máu là sao? Unit is out of range. Bring protection. Better watch my step. Death is the only escape. Cơ bản là gì? Ngoài ra thì tôi không biết thêm cái gì nữa cả. Nó chạy kìa. Nó phá chân mình hả? Captain, your health is at 50%. Your turn. Don't look away. Crashing the party. Victory's in your eyes. Must target a friendly unit. Show them your moves. Con này nó mới di chuyển được. The mind is complex.
Mấy cái này là mấy cái gì ở ngoài sau nè. Từ từ đã, đánh xong cái trận này tôi phải coi hướng dẫn mới được, không coi là mấy không hiểu gì cho nó. Nãy giờ cứ đâm đầu vô chơi đại không à. Nãy giờ nó bào máu mình gần chết luôn nè. Compensating? You have deployed 5 out of 6 crew on the field. Trời, dính vô của mình luôn hả? You're naturals. Must target a friendly unit. Tăng 30% chính xác trong 2 tôn. Never lose sight. Ever closer. Như thế này thì chạy đâu được nó. Opponent's turn. Con này mày nhúc nhích ra đây. Chạy đâu bạn? Jealous? Smooth, cinder powered. Brace yourself. The rival captain's health is at 50%. I know what's right. You've deployed the maximum number of crew on the field. Struggling serves no. Giờ tôi nó phải thiệt chơi ngu vậy. Invalid position. Showtime. Con này méo tấn công được luôn. Opponent's turn. Nó đánh vô con này hả? Để làm gì? Mít nữa kìa, tội nghiệp không? Rồi, thôi, mày mầm nó. The rival captain's health is low. We're relentless. Tính được 2 lần mà chả cấm tháp gì hết. Rise and shine. You've deployed the maximum number of crew on the field. Rồi, cơ bản thì đã hiểu sơ sơ một tí. Nhưng mà đánh 10 trận như thế này à? Nằm lại. Trời, có nhạc cho anh em nghe luôn. DLC. Rồi. Goal of the game. To win the game, you must defeat the camera controls. Use WASD or hold the middle mouse button to move the camera. Another way to move the camera is to move your cursor to the biggest casino in the reaches. Looking for the
for dice, looking for cards, looking for power. Use leadership to deploy units onto the field. Leadership you start mình with some điểm and gain more every turn. Nó sẽ tăng any leadership you don't spend rolls over to the next turn. The cost of deploying a unit is shown here. Mình gọi đội quân của mình thì tốn cái điểm này ở đây, nhưng tôi làm nãy giờ. Select the unit, then choose where to place it. Units can only be deployed near your captain or other crew who are deployed in previous turns. Note that newly deployed units suffer from dazed, which limits their movement. However, they can still attack and use their Cinder abilities. Cinder. Cinder Captains yeah. generate two Cinder each turn, while crew generate one. You'll need Cinder to use your unit's special abilities. Này. Control your unit. Look out! Bang, 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 bang. Cinder. Kích hoạt cái chiêu thức đặc biệt trong cái đội quân của mình. Turn, while crew generate one. You'll need Cinder to use your unit's special abilities. Good luck. Bá đạo hơn. Wow. Sometimes there will be other ways to gain additional Cinder in the environment. Thì thoảng sẽ vướng bởi những cái địa hình như thế này. Pay attention to the cost of your unit's abilities to make sure you don't run out of Cinder. There was an explosion. Also, take special note that whatever Cinder you don't spend during your turn, you lose. Next to a, well, a super dead guy. Moving What's units. Left of a super While dead special guy. Abilities cost Cinder, moving units. While special abilities cost Cinder, moving is free. Selecting a unit will show where it can move. Moving, attacking, and using abilities can be done by any unit in any order. But pay special attention to the order of your actions. I get a little pansy. Of course it's safe to drink. This mask really draws the eye. I see them. Hope they don't see me. To cancel an action, use right-click on your mouse or the escape key. Unit abilities. Spend Cinder to use your unit's abilities. Here, Captain Extilior is using a special ability to damage all nearby enemies. You will not harm them. Some abilities cơ bản, ok, hiểu rồi. Bây giờ chơi lại cái đội mới ai. Ôi. Cô hướng dẫn xong nó gấp. Cay nha. Ai đam 30 máu. Cái này là tăng đủ thôi. I know you can see right through me. Tạo một quả bom hả? 3 4 5 5 5 5. Shrouded body wanders. 2 3 4 5 5 5 5. Mình chỉ có là 3, 2, 3. Cái này đội trưởng gánh hết à, 3 đam nè. Còn mấy anh kia là phù hỏa thêm thôi. Đẩy tất cả các quân địch ở trong cái phạm vi đó ra ngoài. Cái này đội trưởng không đánh luôn, mấy anh để đánh thôi. Bị cái gì mà nó gắt vậy ta?
đang chơi mà gắt là cây cú đó nha. I know you can see right through me. Cái này là chiến gì vậy? Thử cái đội này á. C Hammer Mid Boss Level 1. Game này nó dễ hiểu mà. FPS cũng ổn định phết. Drinks just go right through me. Opponent's turn. 2. Nó 3 lần rồi. This moon's talking to me. Không, vãi. Từ 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 từ. You try balancing while dead. Chú điểm. Opponent's turn. Cái bơm này làm sao cho nó nổ? Unit is powerless. Breaking records and hearts. Bắn từ đây lại đây mà 69%. Nó không đánh cận chiến rồi ta. Rồi hết tôn đi. Cái bơm này nổ không? We meet at last. Ấy dạ. Vãi đái. That's the spirit. Can I lend a hand? Bum. Rồi tự hoại luôn.
scared of you. Cannot target friendly units. Một đam vô nghĩa. Neighbor, sao cái đội này nó giống cái đội nãy của mình quá vậy ta? Let's get it on from a distance. Drinks just go right through me. Opponent's turn. Có 8 điểm luôn rồi. Dạ. My stomach is in revolt. I'm the Cinder Whisperer. Nó phá con này của mình liên tục luôn á. Khốn nạn. Nó dám qua đây hả? Đi bắn đi. Fine. No need to stare. Mình còn có 5-6 điểm nữa. Need a moment to take all this in. Surprise! I know I shouldn't have. Mới biết nó là cái gì, nhưng có vẻ khá là ngon. Nó đánh mình 2-3 cái luôn, vãi thiệt. Sau khi đi đòn mà biến động quá. Cái quân của mình mất rồi, sau này nó còn hồi lắm ta. Nó lại qua đây nó làm chó này tiếp. The Puppet Master. Thao rồi đấy à. Nó đẩy một combo muốn chết luôn. Hai thằng đều chóng luôn. Thiếu 2 đam nữa. I'm the Cinder Whisperer. Friends forever. Rồi, rồi, hóa ra cái đĩa này nó hút lại. Rồi, hiểu rồi. Opponent's turn. Chết mất quân này đúng không?
nó bị chón rồi. Bắn gì không? Thắng lực trận đầu tiên. Khổ vãi đấy. Giờ chơi giờ học. Tiến trình mới xong có một trận thôi. Qua từng trận kế tiếp. Cái này là cái gì? Đủ 100 F. Được thưởng cái gì đó. Mấy cái này thì dạng như là chắc trang trí thôi. Gelit hả? Ủa mấy anh đệ mình chết là nó mất luôn hay gì? Này lên cấp 2, 3, 4, 5. Milea tép tay. Sao mình level 0 mà đánh với mấy thằng cao cao lên vậy nè? Mấy cái này dạng như mấy cái phép bổ trợ của mình. Ôi thằng đệ chết là mất luôn rồi anh em ơi. Phải không ta? Trăm may mắn là một khí gì? 5, 5, 5, 5. Opponent's turn. Wiggle those tendrils. So happy you enjoy. Gì đó cái gì đó? Cái quái. Méo gì đông dữ vậy nè. Just look like you're thinking. Bên sao mới có đủ điểm để chơi nó. Opponent's turn. Nó làm gì mà nó từ dữ vậy? Nhanh lên. Quá trời nó đẻ rồi. Sao mà chơi? Holy shit. Trời ơi, năm mấy phần trăm mà bắn trúng được. Opponent's turn.
cho nó cộng một cái anh lên tới 7 hộp. 2 4 6 7. Nhanh dùm cái anh ơi, đến cờ mà nghiệm gì vậy? Let's play tag. We're it. Nó bay kín cái trụ mình luôn à. Nó năm đạm mày, năm đạm. Welcome our new friend to class. Nó chuyển qua tầm xa. Chơi như thế này xong chơi. Rồi nó đánh bể cái trụ này của mình luôn rồi. Your turn. That looked conspicuous. More scared of you. Treat yourself to some knee pads for all the crawling. Bắn gì bắn ngục, trời ơi xạ thủ với tôi. Need a moment to take all this in. Opponent's turn. Nó đánh lâu quá à. Game này. Nữa đi một tuần gần 1-2-3 phút chứ. Trời ơi, hai thằng này nó không bị hút hả ta? I scope with my little scope. Opponent's turn. Cái combo đó là tới 4 điểm lần đó. Rồi bắt đầu nó nghiệm nữa rồi. Máu kìa. Breaking records and hearts. This thing runs on handsome. Drop it a hot one. Nó đến một hit chết luôn là sao vậy? Ảo ma. That's not very nice. Need a stimp up? Yeah.
This mask really draws the eye. Đây là gì? À, gọi một đồng minh. Trời ơi, nãy giờ không biết. Opponent's turn. Còn đâu nữa không? Còn cái nào mình gọi được nữa không? Nó chạy về sao rồi? Một đôi nó hồi cái đống máu luôn. Hello, dearies. It's for protection. I wonder what would happen if I ate some cinder. Bây giờ làm sao mò được qua đây nè. Con nào di chuyển nhanh nhất ta? Opponent's turn. Nhanh lên đi, đánh đâu quá. Ây da. Ủa nó nhảy đi nó không đánh hả? Holy shit. Your turn. Just look like you're thinking. Yup, yup, yup. My stomach is in revolt. That's the good stuff. Walk slowly. Socializing. Got something. Opponent's turn. Có mấy chiếc bom đây chắc nó không đi qua được đâu. Tí nữa mình gãy thêm trái bơm ở đây nữa. Nó nhảy nước cứ mẹ con này của mình là sao vậy? Nó gãy 2 đâm mà. Phải đẻ nữa rồi. Your turn.
drinks just go right through me. Meet and greet. Is out of range. Bây giờ không mãn gì mày. If I die, no more happy hours. Sweet babies, come along, children. Need some space. Game này đánh trận chắc cũng cả tiếng hồ á, tốn thời gian phết. Còn trái bơm một đám đây thôi, đây trái nữa. Con này bò lên tí nữa mình bọc nó luôn á. Branch out and meet new friends. Lại đẻ nữa rồi. Quá rồi, không được rồi. Quá. Có cái nào chỉnh tốc độ nữa không? Nó đợi trên map không còn cái gì nữa. Welcome our new friend to clan. Con này 5 đam nữa trời, nó đẻ quân liên tục gì sao không chơi. Kìa. Game này chắc anh em phải đợi tôi có thời gian nghiên cứu dữ lắm mới chơi được thôi. Hồi hối máu luôn. Finish your goo. Need a moment to take all this in. You need a time out. Busy mom on the go. You need
need to simmer down. Nó không có xuyên, không có hiệu ứng gì hết. Thôi, game này ngừng ở đây thôi. Rồi, chúng ta qua game thứ ba, Dead West. Dead West này thì chắc anh em cũng biết rồi, tôi chơi cũng khá nhiều trên kênh rồi đó. Nay thì thử đem cái bản xếp qua đây, Dead West 3. Phần này là qua tới phần 3 luôn rồi. UDA, game ra mắt vào giữa tháng 5. Tới giờ cũng gần 1 năm rồi. Challenge. Cũng là mấy con game thể loại bàn cờ vậy thôi. Đó, cũng đi từng ô vuông như thế này, xong rồi đánh qua từng cái khu vực. Nhưng mà mọi cái của mình thì đều cái phụ thuộc vào cái viên sứ ngầu khá nhiều nha. Game này nói chung là vừa có nhân phẩm mà vừa có nhiều thứ lắm. Mỗi tội là cái gameplay nó hơi ngắn tí, hầu hết là tích cực. Khoảng 150 đánh giá à. Rồi, chúng ta vô con Dead West. Tính ra mỗi game tiếng mấy. Chơi 3 game là hết buổi chiều ngày cuối cùng của cái dịp Tết này. Normal thôi. Who dares challenge me? Đây cái dàn nhân vật tôi mở. Ở đây hình như còn mấy nhân vật nữa nào mà chưa mở được. Barbarian. Khoan. Barbarian là 7 gen. Mấy cái điểm này là nó chỉ để mình test thôi nha. Dwarf King. Kinh 6346, mỗi 3 Nam Body, mỗi 3 đòn tấn công thì sẽ ghiền mua một lượng nhỏ quân địch ở đó. Khi bắt đầu thì chịu hồi 2 để hả? Cũng được. Lấy hôm nay. Dwarf King. À, khi mình giết một quân địch mình có thể đánh thêm một lần nữa. Mỗi 4 đòn attack hoặc 1 máu. Lấy hôm này luôn. Này chịu hồi hả? Chịu hồi đấy luôn. Druid. Lát này lát mới 2-3 đam, 1 armor kháng cho mỗi mục tiêu mà đồng minh lựa chọn như đó. Nói chung con này kháng thôi. Phù hủy lửa, phù hủy sét. Lancer, ê! Đang chọn, từ từ không cóc. Who dares challenge me? Này cung thủ. Cung thủ gây đam thôi. Druid. Này với này. Savager. Bắt đầu trận chiến thì gọi được một người hỏi trong hội chị em nữa nè. Mà mấy chỉ số này nó đều quá. Tấn công lần nữa cho mỗi 3 đòn tấn công quăng cây rìu. Tấn công một lần nữa cho mỗi 4 đòn tấn công hả? Mỗi 3 vũ khí hả? Lùng này thì tạo một cái ba ghe ra đỡ được 2 đam. Này phù khí lửa, còn cái này phù khí băng hả? Ba kít đam phạm vi 3x3 gây 2-3 đam. Lấy phù khí băng đi. Còn một lót cuối là lấy ai bây giờ? Một cận chiến chắc cần 2 cận chiến á. Lấy lùng không? Mình lấy em vua này thử coi. Rồi. King, prepare to die. Ba cái này là ba cái gì tôi cũng không biết nữa.
Lâu quá không chơi không nhớ gì cho nó. Select a character. Bây giờ mình sẽ hồi máu cho một đơn vị. Tăng cái thẻ bài con gấu lên. Cái này cho mình một lọ thuốc. Tăng được 3 máu tối đa. Ngon. Rồi bây giờ rời khỏi cái khu rừng này thôi. Great Forest. Gặp một con sói. Gấu hả? Tấn công con gấu luôn. Gấu này 2 ô 7 đam. Mình sẽ chịu hồi ra. Đổi đâu rồi? Gấu lớn chơi gấu bé. Nâng một cạc cho Hero. Nâng gấu luôn. Savager, test your agility. 1 đến 3 thì mình sẽ nhận một đam, còn 4 đến 6 thì mình sẽ an toàn đi qua cái dòng sông. 9. Đây, ok. Gặp một xác chết. Bỏ cái xác chết đó qua và đi tiếp tục cuộc hành trình, hoặc là mình tìm lục trong cái xác. Chi nhận được 40 đến 60 vàng. Dừng cây. 5 đến 10 thì mình không bị đam. Không sao hết, đi qua luôn. Nữ hoàng đáy sông. Nhận tiền hoặc là hồi máu. Ego của mình không mất máu nên nhận tiền đi. Gặp một thằng trộm trong gui. Cái khu rừng này hồi trước tôi chơi là tôi nâng hết rồi. Mấy cái này bây giờ vô nghĩa lắm. Hơi gàng. Mình sẽ nâng một cái cạc cộng 2 bonus đam khi mà mình bao vây một quân địch. Ủa cái này xài sao ta? À, chết rồi lấy lại được không? Ủa giờ làm gì nữa? Bấm vô bài hết được luôn nè. Lỗi à. Rồi lỗi luôn ơi. Rồi bó tay. Chơi game không gắt thì nó lại bớt. Đây, giờ mới bấm vô bài được nè. Dwarf, cái gì đấy? Roll the skull of fate 8. Hồi một máu. Có ai mất máu đâu hồi. Đấm nó luôn. Gặp mấy con sói con. Hai con sói. Ủa? Ủa anh coi thứ tự tuôn ở đâu vậy trời? Làm sao biết tới thằng nào nó sẽ đánh mình? À tuôn sao cái dòng tím con này nó đánh à? Bây giờ mình gặp một cái thủ thần trong rừng. Một á, mình hồi máu cho đồng minh. Còn hai là mình từ chối cái lời mời của nó, mình đấm nó luôn.
Tất nhiên mình sẽ đấm nó luôn. Nó có 10 máu à, tụi bắp. Rồi hiện gấu nó tán ra một. Cộng một giáp cho tất cả Hego khi bắt đầu combat. Cũng được, được cái điện thờ Gold 3 hoặc cao hơn thì sẽ hồi máu. Mình có 3 cục xí ngầu nè, nên mình chọn liều luôn. Chơi. Lũ đáng đó. Hết 3 cục xí ngầu luôn mày. Cái này cho ông pháp sư. Bị mấy con nấm lùng tấn công. Con nấm này đánh đầu hả? Rồi mới vô đi đánh luôn rồi. Tiếp theo là con nấm này. Mỗi 4 đòn hồi 1 máu. Gan 2 đam khi mà mình bị tấn công. Tấn công giết địch sẽ tấn công thêm 1 lần nữa. Vì để con bé này nó lát hết. Rồi mình đi khỏi khu rừng. Bây giờ đến cái khu nấm hoặc là khu người chết. Khu người chết thôi. Undead Ruins. Có được một cục xí ngầu rồi nè. Máu này mình uống thì à nó hồi thẳng luôn. Nó cộng vô cái máu tối đa mình luôn, nên cứ uống trước đi. Một cái gương nhỏ. Không mở đâu. I have an offer for you. What is your reply? Không, từ chối. Savager, test your perception 8. Để được cái 7. Được cái suối vàng. Được cái kệ sách. Trên của mình là 6. Trên 6. Trên 7. Test trên luôn. Mình sẽ tìm được cái kệ sách này. Mình sẽ quay cục xí ngầu vô cái điểm trên của mình. Nhưng cớ tìm được một cái phòng bí mật ở đằng sau cái kệ sách, lấy được cái kẻ cạc cho ông pháp sư. Pháp sư được 2 cái nón nè, 9 intelligence luôn rồi, 1-2 đâm phép bèo với tá hồi máu, uống thì hồi 2-4. Bảy, né thôi. 1. Không sao, chả thấm nhiều cả. Đấm nó luôn. 4-4-3. Thả gấu ra trước. Gấu mình 10 máu rồi, gấu mình đúng bá luôn á.
Đây là cái kẹt nội tại rồi. Không có đường đi đến mục tiêu này sao? Không lẽ nhân vật của mình nó bị kẹt? Không có đường đi thiệt à? Toan luôn rồi. Không có đường đi, cái ô này có hai ô à. Đánh nó thôi. Đứng đây mà đánh. Đó. Pháp sư dứt điểm pháp cuối. Trời ơi. Select a character. Ba đam cho đòn tấn công kế. Lại gặp 7. Né 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 né. Rồi đấm nhau. Quất. Thằng này đánh đầu tiên á. Chưa chỉ dành ba đam lại sao dư dời. Hai đam một giáp một kháng phép. Phù hủy của mình 3 đến 4 đam. Thằng trên thì 5 giáp. Mình không thể bị chọn làm mục tiêu. Gây một đam cho đòn tấn công kế tiếp. 1-3 đam 3 quân địch. Ngon. 1-2 đam theo một cái đường thẳng gây chón. Wizard, roll the skull of fate. Rồi ăn cám luôn. Ây da. Tăng vàng trong cái khu vực này thì mình có 66. Mình nâng cả hai luôn. Ủa? 70 để nâng được cái phù thủy trắng hả? Rồi biết gì để dành này. Rồi nãy chọn cái kia là đủ nâng rồi. Tiền nhiều quá để làm gì ta? Ba gồ, phá cái ba gồ luôn. Đam tối đa. Cái phòng rỗng. Tìm trong căn phòng này không tìm thấy gì do nhân phẩm quá kém. Gặp cái bộ xương rồng đấm nó luôn. 10-4-2. Hai năm. Hai kháng phép hả? Hai kháng phép gì cho mấy thanh niên lên bổ củi phát là xong. Thằng này đam phép. Được cái cổ ngữ.
cái mạng đầu tiên giết thì sẽ hồi được một máu, quá cùi luôn. Bây giờ gặp một cái đồ ăn lên đếp nhiều dữ vậy ta. Rồi hồi máu cho con gấu như không à. Chết tôi rồi, méo thấm gì cả. Nó lạm phát muốn hết cái thị trường luôn rồi. Nhẹ nhàng vậy thôi đó hả? Choose a hero. Đây 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 đây. Khi mình đứng di chuyển và đứng yên thì cộng một giáp và một kháng phép. Tăng một magic dam cho cái thẻ bài tấn công lần mộ, lấy được hai cục xiên ngầu. Đánh nhau thôi, bệnh gì cử, luôn luôn gọi con gấu ra đầu tiên. Ba ba ba, sau đó cho em này đi chặt cỏ là xong, gặt như gặt cỏ luôn nè. Má được á. Mẹ nha, mẹ nha. Hai máu không sao cả. Đấm tiếp luôn. Chỗ này mà đánh nhau hơi bị nhiều đó. Bé này nhiều, 5 đến 7. Nó ra 6. 6 thì chặt được 3-4 con này, chặt luôn đi. Một hit trong luôn kìa. Choose a hero. Bây giờ đến cái hang Goblin hay là đến cái dùng lửa, đi sang thử cái Goblin Cave. Goblin Cave. Hết gót 5 điểm. Một cục xí ngầu mình có khả năng tăng thêm rất là nhiều tiền nha. Xí ngầu đi. 6. Không hơn nhiều cả. Đấm thôi. Đấm để nâng thẻ bài lên. Rồi, em này đi bổ củi. Năm đam là đủ tỉa hết 4 thằng rồi luôn nè. Choose a hero. Tỉa 3 con hồi 1 máu. Đánh 4 lần luôn. Không tỉa 3 con hồi máu được rồi. Chấm gỗng chả có gì cả. Mình trốn thoát khỏi cái cạm bẫy thành công, tìm được cái kho báu Goblin. Cần phải có Goblin key kiếm nó ra. Tạo gian Goblin. Hồi 4 đến 6 máu. Tiền mình rất là nhiều luôn. Mình có hồi máu thì mình dùng cái lá này.
Thanh niên lùng lùng này nãy giờ vô đứng không à, không làm được cái gì luôn. Đó, độc độc như thế này chơi mới vui. Ủi em. Ủa từ lớn đến bé luôn nha. Bổ ba phát rồi xong. Ây da, nó đâm mình phát ba máu vậy. Tiếp theo là con này. Ngồi gấu ra. Bốn lên năm đam thì không đủ để giết con này á. Quỷ pháp sư gì nè. Này đi lát hết nếu kịp. Bây giờ bộ củi nó giờ đam dồn hết vô bé này à. Choose a hero. Cái này là cái đòn đánh tay bình thường thôi. Dồn vô lùng đi. 5. Đòn tấn công thì gây cái đam tối thiểu. Kệ, mếu sao. Kiếm gãy danh nè. Savager, test your 10. No, 10 điểm gì mà thoát được. Vào luôn cái hang động hầm. Đấm luôn. Tối thiểu thì con bé này 6 đam vẫn đủ lia là 1, 2, 3, 4 con này luôn. Nhưng mà lia bên đây trước đi. Không được rồi. Bây giờ đánh 2 lần á. Choose a hero. The Goblin King will be most pleased to see you. Goblin King. Nó đánh là bao nhiêu đam ta? Làm sao coi được đam nó đánh bao nhiêu? Nó đánh cái nó trúng bổ luôn kìa. Rồi đi bổ củi em. Bổ con này. Bổ tiếp này. Quá mạnh mẽ. Gấp đôi hiệu ứng hồi máu trong cái đoạn combat tiếp theo. Cái mà anh hùng bị dính độc của mình thì không thể hồi máu trong 2 đến 3 turn nữa. Hai đầu hả? Không sao, đi bổ củi phát là xong chứ vậy. Rồi em bổ củi rồi. Đánh hội có khi lên 30-40 máu nữa. Đó, hồi máu gấp đôi hiệu ứng nè. Này đang dính độc thì không hồi được. Pháp sư của mình đánh cũng mạnh quá ha. Select a character. Đây, gọi anh đệ ra.
Như cớt. Bỏ đi. Sẽ gặp đường hầm gì liên tục đi nè. Hên quá, đường hầm chống gỗng. Không có gì xảy ra. Mở phá được cái gì không? Mở được cái khiên. Mở được cái nhân vật này nữa hả? 70. Trời ơi, có 64 à, thiếu miếng. Thiệt. Thôi lần sau đi. Tí nữa anh chơi rồi mở. Đẫm luôn mấy con chó này. Không, máu nếu xìu. Đi bổ củi từng con là xong cái gì. Bổ luôn này. Đấy. Bốn mới năm đam, bốn đam á, bốn đam đánh này chết được. Ủa, à màu xanh dương là kháng phép, quên. Này lần để mình thôi. Không có đường đi qua. Đấm trên để mình luôn rồi. Không, giết con này á thì con này nó đánh được mình, nên di chuyển thôi. Rồi xong rồi nè. Ủa sao đánh được cái hai cái nó ngưng ta. Đấm 4 lần luôn. Đánh nữa. Anh Quốc. Bổ củi nó em. 6 đao. Bị con quỷ này nó chặn cái trò bổ củi hoài nha. Ây da. Ây da. Tại nó có cái khiên nó phản đòn hàng gì. Méo ổn rồi. Mới bị cái mới. Choose a hero. Hai lính canh thì sẽ đấm mình. Quất luôn. Này mất máu dữ vậy ta. Cộng 12 máu. Không. Wizard, test your first 9. Đi đến cái mê cung hay là tòa tháp gương. Mê cung đi. Labyrinth. Savager, test your 3. Savager hả? Không được. Savager mà mất tích một tool là khổ chơi luôn. 10. Không không.
cho mình 3 cục xí ngầu. Cảm ơn chị, rất là cảm ơn. Ngày 31 máu nè. Phù thủy thì không sợ mất tích đâu. Phù thủy điểm trí tuệ cao lắm nên không bị bắt. Nó sẽ test cái điểm trí tuệ của mình nè. Phù thủy thì trí tuệ rất là cao nên tỷ lệ quay ra xí ngầu nó cũng rất là cao luôn. Savager, test your rồi xong rồi. Không được. 7. Rồi 6-7 cũng vừa đủ. Ở gan. Choose a hero. 4 đam khi mình bị tấn công. Giật xét tất cả quân địch luôn. Wizard, roll the Scale of Fate 9. Trời, vừa được 9 điểm. Hồi được 1 máu. 1. Tí nữa phải nâng cái cây cổ thụ lên cho con này mới được. 6. Không biết nhiêu vàng nữa cho. Chả có gì chỗ này cả. Dạ 3. 9. Tiếp tục là khúc cua. Dạ 3. 5. Vào căn phòng có 3 con quái vật. Bộ củi thì 8 đam mà không chết được nó nên phải gọi gấu rồi. Nó đi nó khôn quá, mấy con này AI nó cũng khiếp luôn. Con này hy sinh đi. Giá phải lóc cái đòn tấn công kế tiếp hả? Vui cận chiến bây giờ lỗ quá anh em ơi. Mười một luôn. Để giá chơi gì tôi bỗng gì kỳ cục gì. 9. Bắt đầu thấy thốn thốn rồi đó nha. Select a character. Lụm tiền. Select a character. Lên không ta? Không. Về sau này quái đông lắm, nâng đam không em? Ây da, đi vui nhận 2 đam hả? Không sao, nhận đi.
300. Rồi rớt vô cái phòng ban quán luôn. Chỗ này hy sinh. Nó đánh cái cày. Cái cày là cái con của mình đó. 8. Cái này mình đánh 7 đam. Hai thằng đều 8 đam mà. Đánh liên tục luôn á. Không có thằng này nó đỡ cho mình phát rồi. Năm đam à, thiệt. 5 đến 6 đam, dán 6 đam mình gạt này luôn á. Bây giờ tội nghiệp anh lùng nhà ta. Rồi em này đi bổ củi đi. Lại dính 7. Không, đi vui bây giờ không dính 7. Đây, 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 đây. Mở được cái khiên mới với con giáp này. Khiên thôi. Chứ không phải là... Khiên. Chứ không phải là tăng đam hay gì cả. Đi thôi. Có 13 kim cương à. Hồi nãy để mở tướng mới ngon hơn. Hai kháng phép, một đam phép. Không sao, không sao, chưa mất tích. Ngân hay rồi, quất luôn. Sáu bảy. Ủa không có đường đi qua hả? Rồi chỗ này không có đường. À thằng này cho nó hy sinh đi. Cho nó hy sinh là có đường cái gì? 11 đam. Thôi chết cụ rồi. Ây da, ây da.
Select a character. Select a character. Druid, test your best six. Ui, phát không sao. Trái thì phải. One. Đánh hai con quái cũng không sao hết. Tính nó có một đam à. Qua đây đánh này cho rồi. Không có đường đi vậy thì mình đi thôi. Cho anh lùng thí ma tử. Tám đam là vừa chết nó luôn đó. Nên cho em này bổ củi trước đi, để cái gì hồi máu. Rồi lát hết nó cũ. Ủa? Trời ơi, không, lấy tiền. Lòng tham là phải vô đáy. Quất luôn. Rồi nó phản đòn cận chiến nha. Đấy giá. Vãi thiệt. Dwarf King, test 10. Không mất tích. Vua người lùn hả? Đi đến cái vùng băng tuyết hay là đi đến cái thành phố? Vùng băng tuyết đi. Frozen Peaks. Bây giờ có một hero bị bỏ lại đằng sau, chắc bỏ hàng bỏ cây. Druid, test your strength. 7. Test chain á, chain thì cái đội hình của mình nó mạnh lắm. Savager, test your strength. 5. Không bị lạnh, không sao hết. Rồi Gun Disable rồi. Ê. À không, nó đánh con cùi nhép đó. Trốn 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 trốn. Cái hero cạc hay là đòn đánh tay, đòn đánh tay cho pháp sư đi. Còn cái nữa mát rồi. Choose a hero. Không ngon mát cây đi, mình sắp mát bài rồi.
Bây giờ mình sẽ gọi ra một người để solo. Druid, there is danger ahead of you. Trời ông cốc. Phải thiệt. Không gửi cây ra luôn hả? Phải lỡ. Rồi ơi. Rồi hồi 10 máu cũng được. Hai thằng ngẫu nhiên bị đánh 2 đến 3 đam. Đành phải chịu thôi. Rồi không sao, hai nhiều máu nhất. Không có gì xảy ra. Còn đỡ hơn hồi 1. Hugo sẽ gây mát đam trong cái lần kế tiếp, chọn ông già. Ông già có kêu ao he. Đây là người sẽ leo lên test cái điểm Agi. Agi này có 4 à. 7. Ngon. Savager, test your agility. Tìm được một cái trang bị nào đó. Quất. Một trên một đam. Với pha lê không đủ tiền mở cái gì cả. Mở được cái nhân vật bào hoàng gì nè, nhưng mà đáng tiếc là không có, không có đủ. Một á là mất tích 2 đến 3 tuần, còn hai á là chịu đá lăn 3 đến 5 đam, máu nhiều lắm. Đấm luôn, đấm luôn gồng băng. Ý da. Nó có đánh lại mình không ta? Mình 7 đam á, 5 đam. Nó cắn lại thì kìa. Nó cắn lại thì bỏ tôn luôn. Bỏ tôn luôn. Này thì cắn, đánh xa cho mày cắn nè. Cái này Ngọc Băng, nếu có nhiều hơn một quân địch á thì nó sẽ mất một cái điểm hành động. Chim kinh cục hả? Nhiều gì vậy? Ôi vãi. Rồi gấu ra trước cho nó chắc. Mát rồi. Select a character. Luôn à. Tích kẹt bây giờ là vô nghĩa với mình đó. Không. Select a character. Gọi ra con này đi cho nó đỡ được một đam. Select a character. Bây giờ chỉ còn là mỗi ông này nâng cái tích kẹt thôi.
Vãi, phải ti hồi 8 đến 10 máu, ngon. Còn bán máu không vậy đó hả? 900. Dwarf King, test your power. Là người lùng này sẽ mất tích 2 đến 4 tuần, không sao. Mẹ anh nó vừa mất tích cái gặp ma mút. Không, ma mút 16 máu à. Trời ơi, nó chơi bẩn. Bẩn vãi đái luôn. Chắc cái điểm AG của tay mình nó thấp quá. Mất tích kiểu méo gì được, pháp sư mà nó đòi chơi bảy với pháp sư. Rớt xuống giờ mất tích trong 4 đến 6 tuần nữa, nặng nha. Cái này cực nặng luôn á. Đang có hiệu ứng hồi gấp đôi máu thì nó cho hồi 8 máu thành 16 máu luôn. Rồi tắt hết trang bị. Ây da, 400 tiền á. 400 tiền thuê được con này á. Rồi mất luôn cái cơm bát cạc. Nhưng kích min đam không sao, ông này không có đam đâu. Rồi mất luôn, giờ còn có hai móng đó. Ừ, không nhận gì về. Cho đi vui solo với con gấu. Trời, em cứ lao lên trước không à. Mẹ. Làm chuyện vui bu. Nó phản đòn. Trời ơi. Tuôn được cái đơn vị nhỏ à, sau này là méo có đơn vị nhỏ nữa đâu. Tăng cái điểm này đi, có khi sau này mình cần á. Test Agi thì con bé này test. Savager, test your agility too. Bị thương hả? Ba đam không sao. Cũng bị thương luôn. Vào cái hang động thôi. Ủa, mình làm gì? Lấy 200-300 tiền, cần tiền. Rồi đi khỏi đỉnh núi. Savager, test your six. Ba máu đều luôn. Còn hôm nay là sao ta? Rồi đi đến thung lũng người khổng lồ. Giant Valley. Chim. Hồi xin một đồng minh với 30 máu. Đây 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 đây. Úp cái Hego cạc. Select a character. Cái lá kháng phép này có thể chút nữa cần. Choose a hero. Anh em tự nhiên thấy nó cho đóng boost gì là biết đánh boss rồi đó.
Vô trên sẽ bằng cái đòn tấn công trên tắm luôn nè. Ngon. Đấm nó. Đấm. Này thì khổ lòng với chúng tôi, 35 máu. Ông cấp này sao cứ đánh trước vậy? Thủ thần đi. Thủ thần nhốt nó trong cái đó. Nó đánh phát chết luôn kìa. Ủa? Ý mình gọi được cái này ra nè. Nếm ghiều 5 đến 6 đam. Thử coi. Ủa em kia đâu có tiêu vậy? Tự nhiên kẹt ông nội này, cái em của tôi đâu? Đây nè, em tránh tim nè. Bị nó cào máu. Rồi phù thủy bay mau 2 đến 3 tôn. Đừng có gặp người khổng lồ nghe ông cụ. Mở được cái nhân vật, mở được cái phim cho mà xạ thủ. Đừng có đánh nhau. Đánh luôn đi, sợ gì. Ngày đánh đầu tiên gọn gấu ra. Bản thân chưa hóa cây được nha, hóa cây là nó không đứng đây được. Không ổn. Hóa cây đi. Hóa cây hồi sao mình đánh nó được ta? Gấu chết hả? Gấu cũng một máu à. Này để nó đánh đi, kệ nó. Rồi quên đánh thằng này mới đúng nè. Tuần sau này đánh mình rồi. Ý da, sống đánh cái cũng nổi. Mười ba đam thì đánh 5.
Chết rồi. Mười một phát đi luôn. Choose a hero. Select a character. Wizard, roll the skull of fate. Five. Ông nội phù thủy tối ngày bị meo hoài luôn á. Dwarf King, roll one. Mèo. Ten. 50-50 thôi. 12 giáp và 4 magic. Không, cái này thủ thôi. Còn cái này là tất cả phép. Gánh nghe anh phù thủy. Cũng lộ một mắt. Đánh đi, đánh úp được cái cạc. Giờ này không biết thanh niên này còn sống không ta. Ê, ê. Vãi lờ, gọi gấu mà bấm lộn rồi. Ba nó chứ. Thôi phù khỉ phát 13, này 14. Cho này nó đánh có gì được cái nội tại hồi máu. Nó mất quan 10 máu mới hồi xong. Select a character. Select a character. Wizard, test your three. Kháng phép, nghĩ sao mà chơi phép với phù thủy không biết nữa. Ăn thịt bì cù, đang rất là đói. Leo lên rồi nhặt quả trứng. Không có ai nhìn thấy mình hết. Máu cũng nhiều rồi nên max đam đi. Khả năng cái tuần kế nó đánh boss. Rồi được hai cái luôn hả? The giant brother. What? Test your agility. Phù thủy và một cái thằng nào đó dính một ba đam chả sao cả. Bye. Một bốn đam nguyên tem. Béo lo. Đấm mày luôn. Trời ơi, ông nội này đừng có chạy lên giùm con cái. Chín mười ba. Mười ba, chín mười ba. Cầu nguyện là cái méo gì? Năm đam mà đánh hai lần, mười đam cũng được. Ủa đánh có một lần à? 15 đam, bổ hết hai thằng là xong. Ạc 1 đến 2 cạc. Dash vô body hoặc magic.
rồi đi đến tòa tháp hỗn loạn, chắc là đánh chùm cuối rồi đó. Đúc ghét một Hero bằng 200 tiền. Hết tách đúc ghét rồi xong. Rồi ơi, giờ đúc ghét tách kẹt, ngu rồi. Mẹ ghi đúc ghét tách kẹt đi. Nó ghi đúng kiểu lừa đảo luôn. Choose a hero. You are standing in front of. Đánh mấy thằng gác cổng. Má thằng này nó cứ lao lên không à? Cái gì? Cái đéo nào đó đánh mình? À, con khốn nạn rồi nè. Bà nó chứ. Rồi, nó chỉ này đánh có một đam à. Bạch tàu nó cho ta. Hiến tế một anh hùng. Hiến này được không nè? Trong cái đợt ginh tiếp theo á, thì cái thằng mình hiến tế được cộng 10 máu không? Face the darkness. Chết rồi, bỏ một cạc. Ây da, một đống hai thằng này đúng cái đồ cùi, nó lựa đúng hai cái khiêu ngon nhất của hai thằng. Bà nó chứ, thanh niên gì manh động gì hai đam lao lên đánh ta. Bà nó mất cái phép AOE của mình. Đứng ngay đây nè, không thằng này nó sẽ niệm phép mình làm cái gì đó. Thì à, nó được cái lá bài của mình nè nha. Cụ nó không đánh vô con này. Thằng này nó sẽ đánh, mình đứng ngay đây. Đưa một thằng lên đứng ngay đây. Biến cây lên. Đó, nó đánh vô này dính hai thằng luôn, đó. Đó được là chiến thuật. Thằng này nó cũng đánh hai ô nữa. 10 máu hả? Bổ củi là xong hết chứ gì? Này thì phản đòn hả? Mày phản kịp hả? Chaos Mirror. Rồi chết rồi, cái kính hỗn loạn. Đừng có nói nó gọi ra một bầy như mình nha. À không, mấy này cua bắp. Thế ăn phép là cao thôi. Nên bổ củi nè em. Chết rồi, số trường pháp sư rồi. Lũ đảng nó 24 máu. Bổ cho lắm vô, chừa đúng một cái thằng xịn nhất đó lại. Thiệt. Bà con game nó cố tình gõ luôn. Nãy cái gì tôi chọn phù thủy trước này. Để bên đây mới đúng, lệch một ô rồi, chơi ngu rồi.
Lại để con gấu đây mới đúng à. Chính. Rồi nó thôi miên đúng con này không sao. Rồi em này bổ củi phát là xong. Bổ ba đứa nó. Dạ. Trời đánh thánh vật thiệt. Insanity. Một gánh đúng bị khùng và sẽ tấn công phạt ti của mình. À không, nó bị khùng rồi, đánh đúng để nó không sao. Cái méo gì? Ông nội này nhỏ xíu mà xuống. Con này kháng phép cao, con này thì giáp cao. Hai tuần nữa mới đánh lận. Có gì cho con này hy sinh. Tám máu. Tám máu mình hết hết được luôn. Mười máu này đánh có năm à, tuần sau hết. Nó có hai cái điểm gì cơ, đánh thử phát này coi. Một máu chết mất thằng đệ mình rồi. Hóa ra là cái tuần đó nó sẽ không bị giết trong vòng một tuần. Đây mình sẽ đánh pháp sư này. Nó giật 7 đến 14 đam. Rồi di chuyển cái đó. Bản thân hồi sinh một lần nữa. Khi mà tấn công á, thì sẽ phản điều khiển lại một cái người nào đó tấn công hai lần. Thử coi. Trời ơi. Ây da. Bây giờ cẩn thận nào. Gấu đánh đi. Đánh nhẹ thôi, nhẹ tay thôi. Ừ. Chiến thắng rồi, nhận 50, 70. Chúc mừng. Đây, đạt được thành tựu hoàn thành cái trao. Trời ơi, game cân não nha. Bây giờ thì mai mốt cái gì thử qua thể loại này. Khó hơn tí, còn cái này là cực khó luôn. Rồi, ok bye bye anh em. 10.000 cuốn lần chứ không phải 3.000 cuốn. Hôm nay là coi như xong được 3 game này. Còn con này nữa. Con này cũng thể loại gì nữa. Tôi mới mua cái kỳ hôm qua thôi. Có thời gian thì thử sau. Rồi ok. Bye bye anh em.